Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai này quý vị. Chào Thi. Dạ, em chào anh Tấn, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Quê Dừa. Em chúc cả nhà mình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay em cũng có tiếp tục đem về là mấy chục cây mai giảo hạt Thủ Đức để phục vụ quý cô chú anh chị mình chơi. Hình thức của em vẫn là bao ship toàn quốc. Địa chỉ của em là cầu Nguyễn Tấn Mẫn, ấp An Thuận, xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0336966537 là số Zalo của em luôn. Em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em, rất mong được tiếp tục ủng hộ ạ. Để cho đỡ trùng clip hôm nay là em vào mã 1B ạ. Rồi, đầu clip hôm nay là mã số 1B nha quý vị. Rồi, em này cao thì tầm khoảng 1m4 quý vị, tán ngang thì khoảng 1m2 ha. Xương đẹp lắm quý vị ơi. Em nghe kỹ dàn xương ha, mình rà cũng rất là chậm từ xuống nè. 24 quành ạ. 24. Rồi, sang dòng cho gì ngắm nghe xương cành luôn. Đó, xương cành đẹp ha. Giao lưu nhiêu em? Giao lưu giá 1.2 triệu cho mã 1B ạ. À. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Lên mã 2B ạ. À. Rồi, 2B. 2B thì em này cao tầm chắc mình lấy 1m2 thôi nhưng quý vị, tán ngang lấy 1m2 luôn. Đó, xương cành luôn. Ok ha. Mình ra từ từ xuống gì mình xem ha. 25 hoành. Rồi, sang dòng hai dòng cho gì ngắm nghía nha. Thật tàn. Rồi, giao lưu như dạ, em giao lưu giá 1.1 triệu cho mã 2B ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số 3B. 3B ạ. À. Rồi, 3B thì em này cao tầm chắc khoảng lấy 1m4 đi quý vị ơi. À, tán ngang thì khoảng 1m3 ha. Em này xương ngang đẹp của cả nhà. Xương ngang nè quý vị. À, quý vị thích xương ngang thì chốt em này chơi ha. À, xương ngang. 26 ạ. À. Quành 26. Rồi sen vòng nghe thầy. Em này xương ngang đẹp cả nhà ơi. Ngang, quý vị. Em giao lưu với giá 1.3 triệu cho mã 3B ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 4B. 4B ạ. À. 4B. Cao đây này cao hết trên đó chắc khoảng lấy 1m7 đến 1m8 chứ cao đó ha, ngang thì khoảng 1m3 nha quý vị, có đập nhỏ nhỏ thôi đây ha. Ở xương cành thêm này điền rang đặt keo quý vị nè, xương cành đẹp lắm cả nhà. 25 hoành ạ. Hoành 25. Rồi, sẽ sang vòng cho gì cũng nghĩa xương cành ha. Đó, cành tiêu trơn ha. Em giao lưu giá 1.3 triệu. Rồi, xuống cây luôn, 1.3 triệu. Rồi, quên dán này. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Loại dán cây 2, cây 3, cây 4 vô cây 3. Mã số này là 5, 5B ha. Giờ tới 5B ạ. Rồi, 5B. Em này cao tầm khoảng là 1m4. Hết đỉnh nhỏ nhỏ trên khoảng 1m4 quá vậy. Tán ngang này chắc khoảng 1m2 có hơn nha. Xương cành. Nghĩa kỹ xương cành đây. À, hoành em nó là 22 hoành này ha. 3 thì hơi yếu xíu. Cần miếng thì. À. Quá đẹp cả nhà ơi. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, em giao lưu giá 1.1 triệu ạ. À. Rồi, 1.1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số như là 6 6B rồi ha. Dạ dạ. Rồi, 6B. Hôm nay cao mình lấy 1m8 nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm lấy 1m2. Ai đọc chủ đây. Rồi, xương cành luôn. Xương cành nè quý vị. Xương rang đây ha. Đặt cách sân. Cái hoạch 25 ạ. À. Rồi, 25 hoạch. Em giao lưu giá 1.1 triệu ạ. À. Rồi, 1.1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn rồi quý vị. 7B ạ. À. Mã số 7. 7B. 7B. Rồi, 7B thì em này cao lấy 1m6. Rồi, tán ngang khoảng 1m3. Rồi, xuống cành luôn. Vô cái hoành em nó luôn nha quý vị.
24 ạ. 24 quách. Bãi B này em giao lưu với giá là 1 triệu mốt ạ. Rồi 1 triệu mốt. Rồi xuống cây luôn. Rồi chân. Trời trời trời. 8B. Lôi này cái tàn xe. À, này cao mét mà tán ngang chắc khoảng mét 1, mét 2 vậy quý vị, cái tàn xe đẹp ha. Đó. À, đọc chủ nhỏ nhỏ đây ha. Đây nó cái dàn xương không quý vị thấy nè, đạt cái trơi vậy nè. Em này luôn luôn nhìn dễ thương quá cả nhà ơi. À. Quạnh ha. 24 ạ. Xe chậm chậm chỗ gì nhé. Dàn xương cái đẹp lắm cả nhà ơi. Đặt kẹo luôn. À, tặng xe đẹp ha. Lưu giá 1 triệu 2 cho mã 8B ạ. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã 9B. Rồi 9B. Rồi 9B thì hôm nay cao tầm 1,5 m nha quý vị, tán ngang đấy gọn gọn chắc mét mét 1 gì quý vị. Dao động đó cỡ đó ha. Rồi quanh 26. Em này siêu nụ cả nhà ơi. Bây giờ đoạn này mình không quay nụ chị. À, em này nó có cái nó hơi có cái vết thẹo. Có cái sẹo ngay đây. Rồi giao luôn nha. Em giao luôn giá 900 thôi cả nhà. Rồi 900. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Mấy ơi. 10 ạ. 10B. Rồi 10B. Này cao lấy 1m25. Tán ngang cũng lấy cỡ 1m25 luôn nha quý vị. Hôm nay xương cành gì là quá ok rồi nè. Đó, hôm nay xương cành là tuyệt vời rồi ha. Vậy là đẹp rồi nè. Xương cành đẹp quá cả nhà ơi. Đẹp. Thân thấp nữa ha. Bây giờ đo kiểu gì đây là bỏ ra cành nhất đi. Có dướng đâu. Rồi, đó thì là 29. Ở dưới chắc ba được 30 rồi. À, vậy 29 nha quý vị. Giao luôn như em. Dạ, em giao luôn giá 1,5 triệu ạ. Rồi, mã 10B ạ. Rồi, xuống cây. Anh em còn do luôn cả nhà. Rồi, mã số 11B. Cao lấy 1,5 m rồi quý vị ơi. Bán ngang 2 ha. Rồi, đọc chủ đây. Chị ngắm nghía kỹ xương cành luôn. Xương cành nè quý vị ơi. Hoa hai lớp luôn nha. Hai lớp luôn ha, con vàng đậm đậm luôn. 23 hoành ạ. Rồi hoành 23. Rồi xây xây luôn. Em giao lưu ý giá 1 triệu 2 ạ. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 12B ạ. Rồi 12B. Rồi 12B thì em này cao lấy mét 1 mét 2 gì đó vậy. Thì mét 1 ha. Rồi xương cành luôn. Rồi ok hoành luôn. 24 ạ. Hoành 24. Xây xây luôn. Em này cũng dễ thương quá cả nhà ơi. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ em giao lưu giá 1,1 triệu ạ. Rồi 1,1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 13B phải không? 13. Rồi em này cao tầm lấy mít 1,5 m nhưng cái gì tán ngang này chắc khoảng 1,3 m ha. Tàn nó xè đâu cái gì xè vậy cũng khoảng 1,3 m ha. Rồi bỏ xuống đây có độc chủ nhỏ nhỏ ở trên. Rồi 20 ạ. 20 quạch em này toàn tròn cả nhà ơi. Em giao lưu giá 1 triệu ạ. Cho mở 13B. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. 14B. Này cao hết đỉnh chắc khoảng 1,7 m đến 1,8 m có gì. Tán ngang thì khoảng 1,3 m đây ha. Đó, xuống cành luôn. Cành cũng kỹ nha. Hoành đây. 25 ạ. 25 nè. Không nghe nè. Xây xây vậy nghe xuống cành luôn. Xương cũng đẹp lắm nha cả nhà. Rang ha. Rồi giao luôn như em. Dạ em giao luôn giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây. Lên mã 15 ạ. Rồi em này 15B. Cao lên 8 luôn rồi quý vị ơi. Đã nghe
ngang hôm nay cũng khoảng 2 đến 3 ha, cao 1m8, 8 có hơn luôn á, khoảng lên 1m8 thôi ha. Rồi sườn cành luôn 29 nè, hoành bự ha, 29 hoành nha quý vị, hoành to nè, 29 hoành. Vô lưu ý giá 1.4 triệu cho mã 15B. Rồi 1.4 triệu. Rồi 16B. Em này cao lấy 1m7 á quý vị ơi. 8.000 em này 1 ha. Đây đọc chủ đây. Rồi xương cành thì đặt nhạt từ trên xuống dưới luôn nè quý vị. Đó, nó đặt từ trên xuống dưới luôn nè. Xương cành ha. Rồi 25 hoành. Đẹp lắm cả nhà ơi. Em vô lưu với giá 1.2 triệu ạ. Rồi 1.2 triệu. Rồi cây luôn. Rồi số tiếp theo luôn. 17B. Rồi 17B. 17B em này cao lấy 1m7 nè luôn quý vị ơi. 8.000 khoảng này chắc khoảng tầm 1m1, 1m2 gì đó ha. Em này xương ngang nè quý vị. Xương cũng kích khích nha. Ngang đẹp ha. 25 hoành ạ. Rồi hoành 25. Rồi em xây xây chậm chậm như vậy nghe xương cành ha vậy. Đặt hết rồi ha. Đó. Đẹp quá cả nhà ơi, đặt cành hết rịch luôn. Giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu với giá 1.3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 18 tiếp theo. Rồi 18B. Em này cao lấy 1m6. 8.000 1m3. Đó gì? Đột chủ. Đó, thân cành này tay cành lực ha, tàn xòe nè. 25 ạ. 25 nè. Rồi quý vị ngắm nghía cái tàn đây. Ngắm nghía nè, tàn xương cành nó rất là lực nè quý vị. Đó. Cành lực lực luôn cả nhà ơi. Ok ha. Cho luôn nhiêu đây? Em vô luôn giá 1.2 triệu ạ. Cho mã 18B. Ok luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. 19B. Rồi mã số 19B em này cao lấy 1m5 nha quý vị. Thân ngang hình này khoảng tầm 1m1 ha. Rồi thân cành luôn. À, cành này đặc quá nè quý vị ơi. Đặc cái này ha. 22 hoành. Cành đẹp quá cả nhà ơi. Dù rang luôn. Em vô lưu giá 1.2 triệu ạ. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây. Theo luôn. 19B ạ. 20B. Ủa? 20 ạ. 20B. Rồi 20B thì em này cao tầm khoảng 1m5 nha quý vị. Ngang em này chắc khoảng tầm 1m2 ha. Đó, xương cành đây. Độc chủ đây. Xương cành cũng quá xá nè. Đặt cái tên luôn nè quý vị. Đó. Quá xá luôn ha. Tính 24 đi anh. Cân cân chắc khoảng 24 nè. Giao lưu giá 1.2 triệu ạ. Rồi 20B. Ok luôn. 1.2 triệu. 20. Rồi tiếp tục là số 21. 21B nhưng quý vị. Clip hôm nay có chữ B nhưng quý vị. Cao lấy 1m6. 8.000. Lấy 1m1 nhưng là quý vị. Rồi thân cành. Tàn đặt thân này ha. 24 hoành ạ. Rồi 24 hoành. Em giao lưu với giá 1.1 triệu ạ. Rồi 1.1 triệu luôn. Rồi xuống cây. Em mã 22B. Rồi này nguyên cầm luôn vậy này. Hoàn biết sao đo đây. Đẹp quá cả nhà. Đo trên quá ha. Rồi em này cao lấy 1m4 rồi vậy. Đó, họ đo ngay vô tay anh Vịnh á. Rồi tán ngang khoảng 1m2. Từ từ nha, đo từ từ để nó quay ra xương cành trước nha quý vị. Cành cái dàn xương xương chét không không đặt cái tận ha. Dàn xương lực luôn á cả nhà ơi. Ở dưới đây. Đây cái này nhánh thấp thân quá, tại thấp luôn. Thấp thân quá thấp rồi giờ không biết chọc vô sao đây. Ở đây, đây. Lộp vô, lộp. Lộp ngón tay. Để nha. Bây giờ là đâu lộn ngược. Nhưng mà là mấy chị. Khó quá. Cái ca này đo hay cái ca này căng quá cả nhà ơi.
ở đây mà em đo được là 24 à. 4 á, đời đó, 4 cái này ta thất thần nó thấp quá ha. Thần. Em vô luôn với anh Tiểu Tư cả nhà ơi, 32 à. 52B. Rồi, 53B. Cao 1m6, tán ngang khoảng 1m3. Anh này xương ngang nào quý vị? Đấy, xương ngang ha. À, xương ngang, xương ngang đây quý vị. Xương ngang ha. 23 hoành ạ. À. Hoành từ 23. Quý vị thích xương ngang thì chốt em này chơi. À, chốt luôn nha em. Dạ, em vô luôn với giá 1.1 triệu ạ. À. Rồi, 1.1 triệu. Rồi, đúng tay luôn. 24B. Rồi, em này cao chắc khoảng tầm 1.5 m đến 1.6 m quý vị. Tán ngang khoảng tầm mặt này chắc khoảng 1.3 m nha quý vị. Rồi, xương cành cũng đặc nè quý vị ơi. Nhìn kỹ nha. Đó. Xương cành kẹo thật này ha. 23 hoành ạ. Rồi, hoành 23. Em nghĩa lại xương cành nữa ha. Rồi, giao lưu như đem. Em giao lưu với giá 1.2 triệu ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. 1.2 triệu. Mã 25B. 25B. Rồi, em này cao lấy 1m, khoảng 1.5 m nhưng cái gì? Tán ngang em này khoảng 1.2 m có hơn ha. Nó nhìn bảo hồi bảo lấy 1.4 m thôi nha. À. Chân cành cũng lực lắm nha cả nhà. Bự bự không. 26 hoành ạ. Hoành 26. Em vô luôn với cả nhà mình giá 1.1 triệu ạ. 26 hoành luôn cả nhà ơi. 26 hoành 1.1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã 26B. 26B. Rồi, 26B thì em này cao tầm lấy 1.8 m nhưng cái gì? Tán ngang em này lấy 1.3 m thôi ha. Này xương ngang nè quý vị. Xương ngang ngang ha. Xương ngang đẹp lắm cả nhà. Cũng đặc quá nè. Hoành lớn luôn, 28 ạ. 8 hoành. Em vô luôn giá 1.4 triệu cho mã 26B ạ. Rồi, xuống cây luôn. 1.4 triệu. Rồi. 27B. Này cao lấy mét cận mét 35 ha, tăng ngang lấy mét 2. Đủ rồi quý vị. Rồi, xương thì đặc hết trơn luôn nha nè. Đó, xương nè. Có cái hoa này, hoa 2, 4, 6 cánh, 6 cánh bầu đẹp luôn ha. Hoành 22 thôi anh. Rồi, 23 yếu xíu xíu. Đẹp đẹp ha. Giao lưu giá 1.2 triệu ạ. Rồi, xuống cây luôn. Lên mã 28B. Rồi, em này cao lấy 1.7 m, tán ngang lấy 1.2 m nha quý vị. Ai đọc chủ đây ha. Rồi, xương cành luôn. Cái này quá đẹp đó nha. Cây này trực nhưng tại cái bầu nó như thế vậy nhưng chứ không phải là cây này nó siêu như vậy. Dạ, em này trực vậy nè cả nhà ơi. Này đây. Không ba hoành ạ. À. Trực thẳng. Bây giờ mình kéo lên này cây nó trực chứ không phải siêu là xương cành vậy là ok rồi ha. Rồi, giá luôn như đây. Giá luôn giá 1.1 triệu ạ. À. Rồi, 1.1 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 29B. 29B thì em này cao lấy 1.5 m, tán ngang lấy 1.2 m nha quý vị. Rồi, đọc chủ nè. Đó. Nghĩa thần cành luôn ha. Tự nhiên. 27 em tính 5 đi. Rồi 25. Rồi 25 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu với 1.2 triệu ạ. À. Rồi 1.2 triệu. Rồi, ok. 30B. Này hơi cao. Khoảng lấy 1.8 m nhưng cái gì? Ngang khoảng 1.3 m ha. Ra ngoài luôn hả? Cao nè. Xương cành nó tác nó quay kỹ lại xương cành để đặt hết trơn rồi quý vị.
24 ạ. Ủa 23 ạ. 23. Xem dòng nữa em. 23 hoành những gì? Đó, xương cành nè. Em giao lưu giá 1,2 triệu ạ. Rồi, 1,2 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. 31. Rồi, 31 B. Thách thúc. Rồi. À, chưa. Còn ra còn mấy cây ra ngoài? Em này cao khoảng 1,8 m ha. Khoảng ngang thì khoảng 1,2 m. Để lấy cái bàn quay ra. Xuống ngang nè quý vị. Dịnh 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 dịnh. Này xương ngang đây. Đó, xương cũng kích hàng ngang. 24 vành ạ. 24 ha. Rồi, 24 vành. Em giao lưu với giá 1,2 triệu ạ. À. Xen vòng ở chỗ gì nghe không nghe ha. Mã 31 B ạ. 1,2 triệu. À, mã số tiếp theo quý vị ơi, mã số 32 B. Em này cao khoảng 1,6 m. Nó ngang mình lấy khoảng tầm 1,2 m thôi ha. Rồi đọt vũ nè. Rồi thân cành quý vị ngắm nghía kỹ luôn ha. 29 hoành cả nhà. To cả nhà. Mình to cả nhà. 29 hoành nè. Em vô lưu với giá 1,4 triệu ạ. Rồi 1,4 triệu cho mã 32 ạ. Lên mã 33. Rồi mã số tiếp theo 33 B. Em này cao lấy 1,4 m luôn quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 1,1 m đây ha. Rồi đọc chủ đây. Rồi thân cảnh sang sát luôn nè. Đó nào cái xương ở ngoài không là thấy cũng đặt hết trơn ha. Hai mươi bốn. Giao lưu giá 1 triệu cả nhà ơi cho mã 33 B. 1 triệu ha. Xuống cây luôn. Lên mã 34 B. Rồi 34 B. Em này cao lấy 1,5 m thôi. Tán ngang thì khoảng tầm 1,2 m. Coi chừng nó dướng cái tàn của cái cây này. Đây thân cành. Rồi thân cành đây quý vị. Đó, cành đều rang ha. Đó, thân cành bự bự không em này xù nè ha. Em này xù nha cả nhà. Xù hơi bị bọn nè ha. Đúng cục, đúng cục. Em đôi dưới này 26 ạ. 26 nè. Đây cục xù nữa nè. Đó. Gấp vòng cả nhà. Cái em này dán trực nè cả nhà. Tại cái bầu nghiêng. Em vô lưu với giá 1,5 triệu ạ. À, dựng cái thi. Quý vị ngắm nghe kỹ cái cục xù nữa ha. Đó. À, 1,5 triệu nhưng quý vị. Rồi xuống cây luôn. À, lên mã 36 theo luôn. Mã 36 ạ. 36 B ha. 36 B. Đây, em này cao lấy 1,2 m. Tại em lấy 1,2 m luôn quý vị ơi. Rồi thân cành nè. Đặt hết trơn. Đặt hết trơn nữa ha. 27 hoành ạ. Hoành 27 luôn. Hình rồi. Tay cành đẹp quá cả nhà. Tay cành sờ ngang. Vô lưu với giá 1,2 triệu ạ. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo 37 B. 37 B. Này cao lấy 1,2 m luôn quý vị ơi. Cắn ngang lấy 1,2 m luôn ha. Xương cành cũng đặc quá nè quý vị. Xương cành ha. Cành đẹp quá cả nhà. Xương lực quá. 28 ạ. Rồi. Giao lưu nhiêu đây em? Giao lưu với giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Chừng trúng cái mặt. Rồi 38 ha. Hết chưa? Hết chưa ba. Rồi em này cao lấy 1 m đi quý vị ơi, ngang lấy 1,2 m, 1,3 m ha. Này em này tàn xòe nhưng ơi quý vị. Cao thì khoảng 1 m nè. Xương cành nè. Nghe vậy ha. 26 hoành ạ. Rồi hoành 26 nè, quay vòng khoan đi cho anh vòng xương cành cái đi. Cái này cây cành đẹp quá cả nhà ơi. Rồi, giao lưu nhiêu em? Cảm ơn cô chú anh chị đã coi đến cuối clip, em giao lưu với giá 1 triệu thôi ạ. 1 triệu ha. Rồi.
Mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành cái thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, quý vị nghĩ mã số nào alo trực tiếp cho em Thi ha. Thì số điện thoại của em Thi mình để trên phần tiêu đề nha quý vị. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.